Nãy giờ mình cũng cưa được 3 khúc rồi, giờ mình nghe ra ruộng mình làm 7 luôn nha các bạn.
Đây nè, mồi mình đã làm rồi nha các bạn. Bây giờ mình mở ra và mình bỏ vào bẫy của mình nha. Mồi này mình cá mình băm nhuyễn rồi mình trộn với thêm một mớ thuốc nữa nha các bạn. Đây mình chế thêm cái chai cái mùi thơm của mình nữa. Đây nè các bạn, mình bắt được con gắn trung với hai ba con mua súng rồi nè các bạn.
Cái con cá bóng này hôm qua mình đặt nọ mình dính nơi này nghe các bạn. Các bạn xem các bạn nhớ ủng hộ mình nha, mình cảm ơn các bạn rất nhiều.